Xin chào anh em. Ở video đánh giá review chiếc Evo Gaming 15 thì mình nghĩ là rất nhiều anh em quan tâm về hiệu năng chiếc máy này trong cái quá trình sử dụng và chơi game trong thời gian dài. Thế nên hôm nay mình quyết định là ngồi chơi với anh em 3 tựa game từ nặng đến nhẹ để xem là khả năng vận hành chiếc máy này ra sao, về tản nhiệt, về tiếng ồn hay là về cảm giác chơi game trên chiếc máy này như nào nhé. Thì ok, anh em có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng laptop Z với mã giảm giá AZ300. Về link sản phẩm và link giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Và trước khi mà mình vào test thì mình sẽ nói về cấu hình của chiếc máy này trước. Khi mà chúng ta sẽ có Core i7-9750H với 6x12 luồng, xung nhịp tối đa là 4.5GHz. Cùng với đó là chúng ta sẽ có cả đồ họa GTX 1660T với 6GB RAM. Ngoài ra thì cấu hình mình có đây chạy dual channel là 2 thanh 8GB, tổng cộng là 16GB RAM để tối ưu được hiệu năng tốt nhất. Ngoài ra thì SSD là khoảng 512 để anh em đựng game. Nói chung là về cấu hình thì đây là một chiếc máy có cấu hình rất là mạnh trong tầm tiền dưới 20 triệu đồng. Vậy thì anh em có tò mò về hiệu năng trên máy hay không? Thì bây giờ chơi game thôi. Và đến với tựa game đầu tiên mình sẽ chơi là LL, một tựa game mà nổi tiếng lắm rồi đúng không? Thì mình sẽ để ở chế độ game mode đấy để tối ưu về hiệu năng và nhiệt độ duy nhất. Thì anh em có thể thấy là nhiệt độ máy mình vào game như này, FPS thì khoảng 120. Thì bây giờ thì mình sẽ thử ngồi chơi tựa game này đến gần cuối để xem là hiệu năng trên máy này ra sao nhé. Và setting mình sẽ để tất cả là ở rất cao đấy, chỉ để đầy đủ cho hiệu năng cao nhất. Ok, chiến thôi. Ok, và sau một thời gian chơi thì anh em có thể thấy là hiệu năng của chiếc máy này giữ rất ổn định. Xung nhiệt lúc nào đạt 3.8, 3.9 này, gần như không hiện tượng giảm luôn. Và ngoài ra thì mức khung hình của máy thì lúc nào cũng ở trên 100fps. Quá ngon, kể cả rất là nhiều hiệu ứng hay là chưởng các thứ, quá thoải mái luôn, không vấn đề gì. Và có lẽ là mình sẽ sang một tựa game tiếp theo để xem là một tựa game nặng hơn khác sẽ có khó chiếc máy này không nhá. Tại vì với cấu hình chiếc máy này thì quá thử để chơi LL đúng không? Ok. Và tựa game tiếp theo mình sẽ test hôm nay là The Witcher 3. Về đồ họa thì mình để tất cả ở mức cao nhất để anh em thấy nhá. Đấy, tất cả mức cao nhất luôn, Ultra, Hairwork, tất, không có gì gọi là để đâu hết. Và anh em thì thấy là hiệu năng của máy lúc này đang đạt rất là mức cao. Đặc biệt là 1660T đang chạy hết công suất. Và tối đa nhiệt độ đang khoảng 77 độ C. Ok, mức nhiệt độ rất ổn. Còn về CPU thì đang đạt ngưỡng khoảng 90 độ, là 96 độ, đấy anh em thấy không? Khi giờ nhảy 95 độ xong lại tụt về. Quá ngon. Rõ ràng em thấy là nhiệt độ của chiếc máy này phải tương đồng với cả hiệu năng thôi. Xung nhịp cực kỳ cao, gần như là không hiện tượng throttling. Đấy, vừa nói không hiện tượng throttling phát, đã có hiện tượng throttling rồi. Nói chung là với một chiếc máy mỏng nhẹ mà có hiệu năng giữ cao này thì mình rất đánh giá cao. Quá ngon. Nếu anh em mà không muốn mà nhiệt độ cao quá thì có thể vào phần mềm của hãng và chỉnh về game mode và bật fan mode lên. Đấy, để giúp cho máy vừa tối ưu hiệu năng vẫn nhiệt độ. Nhưng mà tất nhiên lúc này thì hiệu năng anh em sẽ bị giảm đi một chút rồi. Nhưng mà chắc không đáng kể đâu đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ ngồi trải nghiệm chiếc máy này trong một khoảng thời gian nữa để xem là hiệu năng ra sao nhé. Và như anh em thể thấy là với xung nhịp rất là cao, hiệu năng cao, TDP của máy dao động khoảng 35W và nhiệt độ các bạn thấy dao động khoảng 90 độ. Mình đồng ý với anh em đây là một mức nhiệt độ cao, nhưng để đánh đổi cho hiệu năng thì chúng ta phải hy sinh vấn đề này. Nhưng không sao, nếu mà anh em quá lo lắng về vấn đề nhiệt năng thì có thể là để về hẳn chế độ Office Mode. Đấy, và để tính quạt to nhất có thể. Ok, là lúc này thì hiệu năng của máy sẽ giảm đi một chút nữa để giúp cho máy có hiệu năng tốt nhất và nhiệt năng tốt nhất. Nói chung là với một chiếc máy mỏng nhẹ và tầm giá rẻ này chúng ta không thể đòi hỏi thêm gì được đúng không? Không sao, với một tựa game nặng như The Witcher như này mà nhiệt độ của cả đồ họa chỉ tối đa là 80 độ thì mình cũng đánh giá rất là cao rồi. Và bây giờ tưởng sang với tựa game cuối cùng đi để xem hiệu năng của chiếc máy này ra sao nhé. Một tựa game nặng hơn nữa. Và xin chào anh em đến với tựa game thứ 3, Far Cry New Dawn. Và với một tựa game nặng như này thì mình không có ngần ngại để cho setting của chiếc máy này là Ultra. Tắt hết vệ sinh, tắt hết những cái linh tinh đi, mà chỉ để quét setting của Ultra thôi. Đấy, HDMI texture mình đặt on luôn này. Đấy. Vào. Và mức hình cho ra đấy anh em có thể thấy là khoảng 6977. Đây là một tựa game ăn nặng cả CPU lẫn là
cả đồ họa luôn. Thế nên là mình sẽ để hiệu năng của máy lên tối đa để xem chiếc máy này ra sao nhé. Ok, tiến thôi. Và em có thể thấy là với hiệu năng của chiếc máy này rất cao, mức setting ultra mà vẫn lên khoảng 80 fps cho một tựa game nặng này thì chắc là không có điều gì phàn nàn đúng không? Và chiếc máy này một chiếc máy mỏng nhẹ gánh được cấu hình rất là nặng, thế nên với mình 95 độ là mức fps, xin lỗi các bạn, là mức nhiệt độ mà chúng ta sẽ phải chấp nhận và đánh đổi. Và nếu bạn không muốn nhiệt độ quá cao thì có thể giảm quạt và giảm hiệu năng của chiếc máy xuống chế độ office thôi, thì chắc chắn là máy sẽ mát dần đi. Và một điểm khá hay mà mình thích ở màn hình này là màn hình này là màn hình 300 nit độ sáng cùng với tấm nền chống chói nên là sử dụng rất là thoải mái. Anh em thấy là rất là độ sáng ổn luôn đúng không? Và màn hình 144Hz thì cho trải nghiệm chơi game rất là đã, không có điểm gì chê luôn. Và ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ngồi tận hưởng tựa game này nốt đã, vì thực sự là chơi game trên chiếc máy này quá tốt luôn, rất mượt, rất sướng, màn hình rất sáng. Và một điểm khá hay là trong quá trình mình sử dụng thì phần tay bên trái của mình thì không bị quá nóng, nhưng mà nếu mà anh em đặt sang tay bên phải đây thì sẽ hơi ấm nhẹ nhá. Đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Ok, và đó là tựa game cuối cùng ngày hôm nay, Far Cry New Dawn. Và anh em có thể thấy là hiệu năng của chiếc máy này mà xét trong tầm tiền thì theo mình đánh giá rất là tốt. Với một chiếc máy mỏng nhẹ mà gánh phải cấu hình Core i7-9750H cùng card đồ họa 1660Ti thì mình đánh giá đây là một trong những hệ thống vận hành mà tốt nhất mình từng được trải nghiệm trong tầm tiền là 20 triệu đồng. Và anh em nghĩ sao về hiệu năng của chiếc máy này? Và nếu anh em có cùng một trải nghiệm như mình, hay là anh em có sở hữu những chiếc laptop này, hay là anh em nhận xét sao về hiệu năng của chiếc máy này thì hãy để bình luận ở dưới phần comment để mình tham khảo nhé. Và ok, nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ để có thêm động lực ra thêm video. Và anh em hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết link sản phẩm và link giảm giá thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video hữu ích tiếp theo. Hãy like, subscribe, chia sẻ nhé. Bye.